Tanti Buddha Nahi Babbacito Barupakati Samanuhuti Varangvi. Dạ, nhận khổ hạnh tối thượng, niết bàn quả tối thượng, xuất gia người sa môn không hại người. Bản dịch của Hòa thượng Minh Châu. Ti paramang tabo titika ni panang paramang buddha. Hi ta mano yanto khanti qua anh bằng quy tha danh tổ khanh ti paramang ta bồ tít tít kha nếp bà nằng paramang qua đành tít bút thà nahi bắp ba chi tô ba ru ba kha ti sa ma nô hồ ti ba rằng vi hề tha dành tô. Nhớ xưa chư Phật lời vàng, khổ hạnh nhẫn nại niết bàn tối cao, xuất gia không hại người nào, sa môn chẳng dính trượng đao giữa đời. Cổ thơ của Hòa thượng Giới Đức. Dạ em kính mời chị Tâm Phương tiếp theo ạ. Dạ Nam mô Bụt Thầy, dạ Nam mô Tham Ma, dạ Nam mô Sang Kha, dạ con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Tính, con kính đảnh lễ Đại Đức Khi Tuệ Nhẫn, dạ con trên đọc và kệ câu Pháp Cú số 184. Hành tí para mằng ta bồ tí tí khà ni pa nằng pa ra măng qua đàn ti bút thà na hi bát bà chi tổ pa rô pa gần ti sa ma nô hồ ti pa rằng quy quy hết thà dần tổ. Chư Phật thường giảng dạy những khổ hạnh tối thượng, niết bàn quá tối thượng, xuất gia không phá người, sa môn không hại người. Và đó là bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu. Nhớ xưa chư Phật lời vàng, khổ hạnh nhẫn nại niết bàn tối cao, xuất gia không hại người nào, sa môn nhẫn định trượng đao giữa đời. Và đó là phổ thơ của Thượng Tọa Giới Đức. Khà ti para mang ta po ti ti kha ni pa lăng pang ra mang qua đa ti put tha na ti hi pa pa chi to pa ru pa han ti sa ma no ho ti pa rang quy he tha chân tôn. Kha ti para mang ta po ti ti kha ni pa nan pa ra mang ba na ti put thang na hi pa pa chi to pa ro pa han ti sa ma nu ho ti parang quy hết tha danh tôn. Chư Phật thường giảng dạy nhẫn khổ hạnh tối thượng, niết bàn quá tối thượng, xuất gia không phá người, sa môn không hại người. Và đó là bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu. Nhớ xưa chư Phật lời vàng, khổ hạnh nhẫn nại niết bàn tối cao, xuất gia không hại người nào, sa môn chẳng dính thượng đao giữa đời. Và đó là phổ thơ của Thượng Tọa Giới Đức. Và hình như là mới thấy chị Sương Mai, và mến mời chị Sương Mai lên đọc câu cú số 184 ạ.
Dạ, kính cảm ơn chị Lạc Lê ạ. Dạ, con sư mai Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính lễ chư Tôn Đức Tăng, con kính lễ chư quý bà quý cô tu nữ và sư mai kính chào chư quý cận sự. Con xin đọc pháp cú 184. Khan ti paramang tát bồ tít tí kha, nip bà năng paramang hoàn đà tí bút tha. Na hi ba ba chít tô bú ra ba ca ti. Sám anô hồ tí ba rằng quý hệ tha dành tô. Khan ti paramang tát bồ tít tí kha, nip bà năng paramang hoàn đà tí bút tha. Na hi ba ba chít tô ba rú ba ca ti. Samano hồ ti ba rằng quý hệ tha dành tô. Khan ti ba ra măng ta po ti ti kha nip ba năng ba ra măng hòa đan ti bút tha na hi ba yan ti tô ba ru ba ga ti samano hồ ti ba rằng quý hệ ra dành tô. Khan ti pa ra măng ta bồ ti ti kha nip pa năng pa ra măng qua đan ti tha ni hi pa ya chít tô pa rô pa ga ti sa ma no ho ti pa răng quy hê tha danh tô. Chư Phật thường dạy giảng dạy những khổ hạnh tối thượng, niết bàn quả tối thượng, xuất gia không phá người, sa môn không hại người, và bản chuyển ngữ hòa thượng Minh Châu. Nhớ xưa chư Phật lời vàng, khổ hạnh nhẫn nại niết bàn tối cao, xuất gia không hại người nào, sa môn chẳng dính trưởng đau giữa đời, và bản phổ thơ hòa thượng giới đức. Và sư mai kính mời chị nào chưa đọc lên đọc nha, sư mai vô trễ sư mai chưa biết ai đọc rồi hay chưa. Dạ kính mời ạ. Dạ Nam Mô Bụt Tha Dạ. Chính là cái máy. Dạ Nam Mô. Dạ Nam Mô Bụt Tha Dạ. Dạ. Dạ Sa Thủ xin sao, xin Quang Nguyệt, xin Ái Minh, xin Rạng Đông cho em biết tín hiệu. Con xin cúi đầu đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Giáo Pháp, ân Đức Tăng. Và con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Nhẫn cùng quý anh chị em và cô chú bác trong đạo tràng và quý đạo hữu. Tự mẫn con xin đọc bài 184. Khanh tỳ ba ra mằng ba tổ tích tích khà niệm bà nặng ba ra mằng hòa đành tị bút thà nahi ba ba chi tổ ba rù ba gà tị sa ma sa ma sa ma nồ hồ tị ba rằng quỳ hết tha dằng tổ.
tỳ ba ram mang ba tổ tị tị khà niết bàn năng ba ram mang qua đàn tị bút thà na hi bạp ba di tổ ba rù ba gà tỳ sa ma nô hồ tị ba rằng quy hệ tha dặn tổ khẩn tỳ ba ra mặn ba khà niết ba nặng ba ra mặn qua đành tỳ bụt thà na hi ba ba di tổ ba rù ba gạ tỳ sa ma nô hồ hồ tỳ ba rằng quy hệ tha dặn tổ chư Phật thường giảng dạy nhận khổ hạnh tối thượng niết bàn tôn xuất gia không phá người sa môn không hại người hòa thượng Thích Minh Châu 184 nhớ xưa chư Phật lời giảng khổ hạnh nhẫn nại niết bàn tôn đâu xuất gia không hại người nào sa môn chẳng chẳng dính trượng đau giữa đời hòa thượng Giới Đức. Gành tỳ ba ra mằng tha tô tinh tinh kha niệp ba năng ba ra mằng qua đành tỳ bút tha nahi pa pa di tô ba ru ba ha ti sa ma no ho ti ba răng quỷ hệ tha dân tô ba tỷ ba ba măng tà bộ tinh tinh kha nếp ba năng ba ra măng qua đành tỳ bút tha nahi pa pa di tô ba ru ba ha ti sa ma no ho ti ba răng quỷ hệ tha dân tô khẩn tỳ ba ra măng tà ba ti ti tà bộ con xin sám hối khẩn tỳ ba ra măng tà bộ tinh tinh kha niết ba năng ba ra măng qua đanh tỳ bún tha nahi pa pa di tô ba ru ba ha ti sa ma no ho ti ba răng quỷ hệt tha dân khanh ti ba ra mặn tập tô tinh tinh kha niệm ba năng ba ra mặn qua đành tỳ bút tha nahi ba ba di tô ba ru ba ha ti sa ma na ho ti ba rằng vi hề tha dẫn tô khanh ti ba ra măng ta nô tinh tinh kha niệm ba năng ba ra măng hòa đành tỳ bún tha nahi pa pa di tô ba ru ba ha ti sa ma no ho ti ba rằng quỷ hèn tha dân tô chư Phật thường giảng dạy
nhận khổ hạnh tối thượng, niết bàn quả tối thượng, xuất gia không phá người, sa môn không hại người. Hòa thượng Thích Minh Châu 184. Nhớ xưa chư Phật lời giảng, khổ hạnh nhẫn nại niết bàn tối cao, xuất gia không hại người nào, sa môn chẳng định, chẳng dính trượng đau giữa đời. Hòa thượng giới đức. Dạ Tư Mẫn, con đã kể xong. Dạ con kính nhường mic lại cho quý đạo hữu kế tiếp. Con kính tri ân quý sư và quý đạo tràng. Mấy hôm nay con bệnh quá, thành thử ra con trốn học không có lên lớp nữa. Xa thủ của con xin xuống mic. Dạ Nam Mô Bích Tha giá. Dạ con thấy cũng đến giờ rồi. Dạ con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Tính. Dạ con kính đảnh lễ Đại Đức Huy Niệm. Dạ con mời tất cả Phật tử cùng tâm phương chúng ta thỉnh Pháp Sư. Dạ. Nam Mô Ta Sa Phá Gá Hoa Tô Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Brahmacaloka thipati sahambati katang chali ang thi warang aya jatha sang ti tha sata baraja kachatika te se tu tham bằng anu kham pi mang ba chăng sa tham ba bê rim quy na chăng cha ca dân su tân ca ban đăng a pi pam ma cha mang A cô ta dân tô cha tu sanh cha đấng đấng ba bố tha nay về parisa cha mắt chê evam saham bati brahma bhagavan tấn aya cha tha tôn hi phá quê na tăng bút thô ca yune na thi hoa sa ya tăng ha bút tha ya pa lê na ma ga na yang ta tô ga tô ba cha hoa ya da yo nay ye a mang ba ye si tham ma tô ta tô ba phu ti sam bút thô Anuna tham ma đề sa năng ma ga wa sa ni đề se si sa ta năng a thi si kha tha kham te na sa thu a yu ban te đề se tu tham ma đề sa năng sa pa yi tha ba ri sa ya anu kham ba bi ka ta quyền chúng sanh tất cả bốn hàng như sang trong nước vinh quang luôn chờ trời lo mọc đặng nhờ ánh sáng trổ hoa lành rải tán mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường ngàn vui phạm thiên vẫn ngắm người khăn khoan Phật nhân lời những chân dĩ hơi
quyết lòng mở đạo dây đời, nhắm vương lòng gia ngày dời chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử. Có năm thầy thỉnh giữ pháp từ, đó là nhóm kiều trần như được nêm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giam vẹn toàn, một lòng chẳng hối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ẩn phổ cập, mà đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ trích rõ ràng, thỉnh ngài thiết pháp nôi đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tôi mê cầu đường tí tí vẹn toàn. Và Nam Mô Bụt Thầy á. Và cô thay mặt đại chúng cung kính thỉnh đại đức Pháp Tính và Từ Bi giảng từ vựng bài số 185 cho chúng con xin nhường biết lại kính thỉnh sư. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Không biết quý vị có nghe được âm thanh và cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Nhẫn cùng chư tôn đức tăng. Nãy giờ chúng tôi ngồi, chúng tôi tìm hoài không có thấy cái nick của Đại Đức Quy Niệm, mà chúng tôi thấy quý vị chào Đại Đức Quy Niệm, chúng tôi tìm hoài không thấy. Không biết cái máy của chúng tôi có như thế nào. Dạ, kính chào Phật tử Rạng Đông, Phật tử Lạc Lê, Phật tử Anh, Phật tử Thi Lâm, Lột Bèo. Kính chào Phật tử Sương Mai, Phật tử Như Quang, Phật tử Tâm Hạnh, ai kêu em đó. Kính chào Phật tử Châu Quang, Hoa Sen. Kính chào Phật tử Hoa Nguyệt. Kính chào Phật tử Nghe Pháp, người phương Nam. Tôi là Vậy Nha. Kính chào Phật tử Trần Đạo. Kính chào Phật tử Vô Minh. Và kính chào toàn thể quý vị. Kính thưa quý vị, qua phần ôn lại bài cũ, bây giờ chúng ta học bài mới. Đó là câu kệ Pháp Quốc Kinh số 185. Như thường lệ, chúng tôi cũng đọc qua 3 lần, sau đó sẽ đi vào phần định nghĩa từ vựng. Anubhavado, Anubhavakato, Anubhavakato, Anubhavado, Anubhavakato. Bhatikhe chasangvaro, Bhatimokkhe chasangvaro, Bhatimokkhe sang quá rô. Mạch tình nhu ta chắc phát tắc minh. Mạch tình nhu ta chắc phát tắc minh. Mạch tình nhu ta chắc phát tắc minh. Bàn tình chắc xa giác nà xa năng. Bàn chắc xa giác nà xa năng. Bàn tành chắc sa giác na sa năng. A thi chít tề chắc a vô gô. A thi chít tề chắc a vô gô. A thi chít tề chắc a vô gô. Ê tăng bút tha na sa sa năng. Ê tăng bút tha na sa sa năng. Ê tăng bút tha na sa sa năng. Kính thưa quý vị, bài kệ này được bắt đầu bằng một cái cụm từ Anubhavado. Anubhavado có nghĩa là không phỉ báng, không lăng mạ, không phỉ báng, không lăng mạ. Anubhavakato, Anubhavakato có nghĩa là
không có giết hại hay là không gây tổn hại. Ở đây thì chúng ta nhớ là hai cái cụm từ này đều phối hợp với cái bất biến từ ná. Mà hãy mà ná đó, mà nó gặp là cái chữ nào, cái danh từ nào mà có nguyên âm đứng trước, thành ra lúc đó chữ ná nó quay trở ngược lại, nó bị quay trở ngược lại. Ná nó cái chữ ná bắt đầu là cái chữ A đứng trước và chữ N đứng sau, rồi mới ghép vô. Thành ra nó có nhiều người thì không biết, là cứ tưởng là chữ An, chữ An, chứ thật sự ra nó không có chữ An, quý vị. Theo cái lực sanh thế của Bali, thể mà chữ ná nó gặp một cái danh từ nào mà có nguyên âm đứng trước, nguyên âm đó là những nguyên âm nào? A A I I U U O E, đó là những, đó là tám cái nguyên âm. Thể mà quý vị thấy thường thường cái chữ ná mà nó gặp một trong tám nguyên âm, nó gặp cái danh từ nào mà có nguyên âm đứng đầu là tự nhiên nó quay trở lại liền, đó thành ra. À, chúng ta chú ý cái chỗ này. Kế tiếp ở đầu dòng thứ hai mà chúng ta có một cái hợp từ ba tiết móc khê. Ba tiết móc khê có nghĩa là trong giới bổn, trong giới bổn. Ba tiết móc khê trong giới bổn. Chá có nghĩa là và. Chá có nghĩa là và. Sangwaro, Sangwaro có nghĩa là thu thúc. Sangwaro có nghĩa là thu thúc. Mattanyuta, Mattanyuta có nghĩa là biết đủ. Mattanyuta biết đủ, hay là có tiết độ, biết đủ hay là có tiết độ. Chá có nghĩa là và mình đã biết rồi. Phát-tát-min, phát-tát-min có nghĩa là vật thực, vật thực hay là bữa ăn, vật thực hay là bữa ăn. Phát-tát-min, phát-tát-min. Ban tăng chá, ban tăng chá có nghĩa là ban tăng cộng với chá, ban tăng cộng với chá. Ban tăng ở đây có nghĩa là thanh vắng, nơi thanh vắng, ban tăng, nơi thanh vắng. Chá chúng ta đã biết rồi, không cần phải biết nữa. Xá giá na xá năng, xá giá na xá năng là nằm và ngồi. Xá giác na xá năng, nằm và ngồi. Xá giác na xá năng, nằm và ngồi. A thi chi tê, A thi chi tê có nghĩa là tâm định. Atichitta, Atichitta có nghĩa là tâm định. Chá có nghĩa là và, chúng ta đã biết rồi. Ayogo, Ayogo có nghĩa là gắn bó hay là kết nối, gắn bó hay là kết nối. Ayogo. Ê tăng, Ê tăng có nghĩa là điều này, Ê tăng có nghĩa là điều này. Buddhana, Buddhana là của chư Phật. Buddhana là của chư Phật. Buddhana của chư Phật.
Uttana của chư Phật. Sa sa năng là lời dạy. Rồi, vậy chúng ta đã lướt qua được phần từ vựng rồi. Cảm ơn Phật tử Ái Minh. Anubhavado, Anubhakhato, Patimokkhe chasangvaro, Mattanyuta chaphatatmin, Bantanja sayana sanang, Athichitte chayogo, Etang buddhana sa sanang. Có nghĩa là không phỉ báng phá hoại, hộ trì giới căn bản, ăn uống có tiết độ, sàng tọ chỗ nhàn tình, chuyên chú tâm thượng tăng. Tăng thượng tâm, và xin lỗi quý vị, chuyên chú tăng thượng tâm. Chính lời chư Phật dạy, đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Tây Quyền đã Quang Lâm Bầu Rum. Giờ đây thì một lần nữa xin kính đảnh lễ đến chư Tăng, kính chào đại chúng. Bây giờ thì chúng tôi con thay mặt hội chúng ở trong Rum xin thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Tây Quyền từ bi quan hỷ thiết giảng duyên sự và ý nghĩa của câu kệ Pháp Cú Kinh số 185. Và con không biết Thượng Tọa Tây Quyền có nghe được âm thanh của con hay không. Nếu Thượng Tọa nghe được, con xin Thượng Tọa quan hỷ cho con một cái tín hiệu. Cho con hỏi Thượng Tọa Tây Quyền có nghe được âm thanh của con hay không. Con đã thấy tín hiệu của Thượng Tọa rồi. Giờ đây một lần nữa con xin thành kính cung thỉnh Thượng Tọa từ bi quan hỷ thiết giảng duyên sự và ý nghĩa của câu kệ Pháp Cú Kinh số 185. Chúng con xin thành kính cung thỉnh. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Giờ thưa đại chúng được nghe rõ không ạ? Cảm ơn quý vị. Chúng con thành kính đảnh lễ đến Đức Phật, thành kính đảnh lễ đến Đức Pháp, thành kính đảnh lễ đến Đức Tăng, kính lễ đến Thượng Tọa Minh Hạnh, để Đức Pháp Tính cùng chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong Rum. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử, và xin bắt đầu vào thời giảng. Arahang Samma Sambuddho Phakkhava Buddhang Phakkhavantang Abhivade Misvakato Phakkhavata Dhammo Thamang Namasami Supatipanno Phakkhavato Savaka Sangho Sanghang Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ở Đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Nguyện nhờ quay lực Tam Bảo hàng gia hộ đến chư Tôn Đức Tăng, quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn hàng lại cùng chánh pháp. Nam mô Bổn Thầy. Kính bạch quý kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay là cái ngày mùng 10. Chúng tôi cũng mới vừa tổ chức cái lễ trai đàn dường đến ngày Siva Lý cũng đã được thành tựu tốt đẹp. Lẽ ra thì đầu tiên thì theo cái dịch cúm corona thì có nhiều người ta cũng ngại đi đến, người ta cũng có cái tâm lòng, người ta cũng điện thoại như điều mà cuối cùng thì Phật tử tại địa phương cũng như ở phương xa người ta tới cũng nhiều. Phải nói là cứ nghĩ tất cả cái duyên, nhưng phải nói rằng thì mọi việc nó cũng thành tựu tốt. Thì cũng nguyện nhờ cái quay lực của ngài Siêu Quản Lý, xin hãy gia trì cho chư Phật tử một năm mới được an lạc, năm mới gặp nhiều sự thiện duyên về tài lộc, điều kiện vật chất để tất cả chúng ta có điều kiện để phụng sự, có điều kiện để hộ đạo hộ pháp. Và kính bạch với ngài, kính thưa toàn thể quý vị, thì cái câu pháp cú chúng ta đã học tới số 185. Đây là ba câu pháp cú mà có thể nói là ba đời chư Phật. Chúng tôi khẳng định như vậy. Ba đời chư Phật gọi là Ê Tăng Bút Tha Nà Sa Sà Năng. Chư Phật quá khứ cũng như thế, chư Phật hiện tại cũng như thế, và chư Phật ai cũng như thế, tức là nói như thế, không có thay đổi, không có cái sự khác biệt gì.
Thì để chúng ta biết thế nào là một cái điều đặc biệt đó, thì chúng ta hiểu biết được trong kinh văn đó, thì chúng ta mới thấy nó có một cái tầm quan trọng. Nếu mà chúng ta hiểu, đọc mà hiểu biết được cái giá trị của kinh văn, thì chúng ta mới thấy rằng cái sự xuất hiện của Đức Phật là một điều phước lành cao cả cho chân nhân thiên. Nếu ai mà hiểu, nếu ai mà biết được cái giá trị nhiệm màu, cái giá trị tốt đẹp đó, chân lý luôn luôn sẽ sáng ngời, và chung chân lý thì luôn luôn sẽ miên viễn, miên trường trong cuộc đời này. Chỉ những con người do si mê, do lầm lạc, do không hiểu biết mà họ phạm phải những điều không tốt đẹp. Cái câu phúc cú đầu tiên 183, rồi 184, rồi 185. Câu phúc cú 183: không làm mọi điều ác, thành tựu các hạnh lành, giữ tâm ý trong sạch, chính lời chư Phật dạy. Câu thứ tư, câu thứ 184: chư Phật thường giảng dạy, những khổ hạnh tối thượng, niết bàn quả tối thượng, xuất gia không phá người, sa môn không hại người. Và câu số 185: anupavado anupakato patimokhe cha sangvaro matanyuta cha fatasmin bantan cha jasana sanang atichete cha ayogo etang bodha nasasanang. Anupavado anupakato patimokhe cha sangvaro matanyuta cha fatasmin bantan cha sa yana sanang atichete cha ayogo etang buddha nasa sanang. Anupavado anupakato patimokhe cha samvaro matanyuta cha patasmin bantan cha sa yana sanang atichete cha ayogo ê tăng bùa tha na sa sa năng. Không phỉ bán phá hoại, hộ trì giới căn bản, ăn uống có tiết độ, sàng tọa chỗ nhàn tịnh, chuyên chú tâm tăng thượng tâm, chính lời chư Phật dạy. Đây là một duyên sự gồm có ba câu phúc cú, và câu phúc cú số 185 này là câu phúc cú cuối cùng. Câu phúc cú nào cũng vậy: sapapapa sakaranang kusalasu upasamada sikhita pariyo tapanang etang buddha nasasanang khanti paramang tapotitikha nepanang paramang sukhang vadanti buddha nepapacito paropakati samanohoti parangvetayanto etang buddha nasasanang. Và câu số 185 mà chúng tôi đã kể thật là một điều hoan hỷ, kính thưa quý vị. Cũng được may mắn là trong suốt cái bài kinh mà gọi là Ovado Parimokkha hay là Ovado Thamavinaya, tức là tóm tắt về những cái lời dạy của Phật, mà chúng tôi đã thuộc được một cái bài đó thật là dài, thật là dài. Trong đó có cái bài này. Chẳng hạn như cái bài đó, kinh đó là Đức Phật Bồ Tát sanh ra, thí dụ như vào ngày rằm tháng tư, rồi năm con gì đó, năm con chó, Bồ Tát sanh năm con chó, rồi thứ mấy, ngày mấy, rồi ngày tịch diệt, ngày chứng ngộ, ngày niết bàn, từng năm, từng tháng, từng ngày đã được ghi rõ. Và đây là những lời dạy mà xuyên suốt chúng tôi kể ba lần như vậy, nhằm để cúng dường, nhằm để thành tâm, để hướng về cho tất cả, hướng về cái pháp bảo. Quý vị nhớ, nắm là nắm những cái câu kinh này. Đấy là ba đời chư Phật đều giảng thuyết những câu này. Chư tác bằng ác chúng thì phụng hành tịnh chỉnh kỹ thị sư thị chư Phật Phật thuyết, là không làm các việc ác, thực hiện các việc lành
giữ tâm ý trong sạch, đó là lời chư Phật nhờ nhẫn nại. À, chư Phật thường giảng dạy nhẫn khổ hạnh tối thượng, niết bàn quả tối thượng, xuất gia không phá người, sa môn không hại người, và không phỉ báng phá người, hộ trì giới căn bản, ăn uống có tiết độ, sàng tọa chỗ nhàn tịnh, chuyên chú tăng thượng tâm, chính lời chư Phật dạy. Tại sao mà ê tăng mang cái mút tầm ăn, đây là một điều đặc biệt ha. Cho nên ba câu này nó quan trọng vô cùng ở trong tinh thần kinh văn. Dạ. Thì hôm nay chúng ta học gọi là cái mà nãy Đại Đức Pháp Tính đã có thích nghĩa cho quý vị biết là Anupawado. Cái chữ qua đá là cái lời nói. Đúng như vậy, nó từ cái tiếp đầu ngữ nát. Nát là không, upát trên. Cái lời nói mà trên cái gây lời nói mà đưa đến cái sự tổn hại, hay lời nói đưa đến cái sự nghe khó chịu, nghe bực bội, hay là lời nói ác, lời nói vô ích, nó như thế. Thì ở đây cũng là cái câu ba câu này, nếu chúng ta xét kỹ thì nó cũng thấy rằng cũng dựa trên cái tam nghiệp mà nói. Thì giữa thân giữa khẩu giữa ý ác, giữa thân khẩu ý ác thì kết quả sẽ ác, mà thân khẩu lành thì ý sẽ lành. Nếu như chúng ta có một cái hiểu biết rõ hơn nữa thì cái chữ mà upawada, như chúng ta chữ cái chữ upawada nó còn phân tích thêm một chữ upawada. Upawada có nghĩa là một cái sự bất lỗi hay là cái sự phỉ báng nha. Ở đây có nghĩa là nói tức là để tính gì cho nó đến không có phỉ báng, không có lăng mạ nha. Thì nói như vậy để chúng ta biết rằng cái tiếp đầu ngữ rất là quan trọng, và sự không phỉ báng, sự không cái gì, nói đến cái sự không giết hại. Ở đây tức là chúng ta đang nói về cái khẩu nghiệp rất là quan trọng. Có thể nói rằng là binh đao khối lửa, vũ khí đạn dược, nó có trên cuộc đời này, và công sức nó tàn phá cũng. Nhưng cái lời nói thì nó cũng là một vũ khí mà tàn phá khủng khiếp, gây đến cái sự đau khổ cho người một cách khủng khiếp, nó như là vũ khí vậy đó. Cái lời nói mà lời nói ác nó hết sức là nguy hiểm. Mà chư Phật ba đời dạy ta không nên phỉ báng, không nên mắng nhiếc, không nên lăng mạ người. Cho nên chúng ta phải uống lưỡi 7 lần. Chúng ta phải biết rằng lời nói của chúng ta phải là lời nói dịu hiền. Mong rằng tâm mình phải luôn luôn mát mẻ, dù hoàn cảnh nào mình cũng nhớ nói với cái lời nói của thiện tâm, không phỉ báng, nói với lời nói ba quà đá, tức là nói của cái gì, của cái không lăng mạ, chứ không có anú, tức là chữ nát, tức là chúng ta phỉ báng, người này không phỉ báng. Cái upawada là phỉ báng, mà đây là phải tiếp thêm tiếp đồng ngữ ná vào là không nên phỉ báng. Dĩ nhiên cái phỉ báng, cái lăng mạ rồi nó nhiều nữa, nói chung là khẩu ác đó quý vị, gây cái sự đau khổ, gây cái sự chia rẽ, đưa đến cho người. Mà ý bốn tức là không nói lời hai lưỡi, không nói lời đâm thọc, không nói lời độc ác, không nói lời gây chia rẽ, không nói dối. Ở đây dĩ nhiên cái lời nói dối mà bình thường, khi người nói dối mà kiểu nói dối đùa không nói, nhưng ở đây nói mà đến cái phỉ báng, nói cho người ta nhục, nói đến cho người ta phải quê, phải nói cho người ta phải đau thương, người ta mới chấp nhận. Chửi mắng nhiếc người ta để cho người ta phải hổ ngươi, để cho người ta phải nhục nhã, để cho người ta phải xấu hổ. Tự chúng ta cho rằng như vậy để thỏa cái lòng bực tức của mình, hay là thỏa cái vai trò của mình là người trên, hay là mình là người lớn hơn, mình nhục mạ họ,
hay là mình cần có quyền thế, mình là người có địa vị, mình là người giàu có, vân vân. Vâng, thì những cái hành động đó nó để lại một hậu quả nghiệp, nó để một cái quả dị thuộc cực kỳ lớn ở trong cuộc đời này. Mà là một người tu, là người không tu, người ta cũng thấy cái lời nói đó nó cũng quá đáng, chứ đừng nói chi là một người tu. Chúng ta lại càng phải giữ gìn nữa, nhớ như vậy. Cho nên cái qua đá cái lời nói, cái lời nói này nó hết sức là quan trọng. Chính xác từ căn quách, căn quách nó rất là ghê. Từ cái chữ căn câm cũng vậy, khai cá rô tí là hành động làm á, bằng thân thì không phải thân ác, thì cũng gây đến cái đau khổ cho người. Khẩu ác lại càng cũng gây đến đau khổ cho người. Cho nên ở đây chúng ta không có nên bằng cái gì, bằng cái thân ác, cái khẩu ác. Đây là một giá trị tuyệt đối. Nếu như ai mà thực hành như vậy thì người đó thời sẽ tạo nên một cái niềm đau nỗi khổ cho cuộc đời này vô cùng to lớn. Ở đây cái chữ kha tá, như chúng ta biết, không có giết hại hay không gây cái sự tổn hại, cũng như cái sự giết hại là một chuyện, giết người ta là một chuyện, nhưng gây cái sự đau đớn, gây cái sự khổ sở cho người ta, mà chúng ta nói khi chúng ta đánh người ta đó, đánh làm sao cho người ta đau, mà đau thật sự là đau. Cho nên thay vì đánh liên tục người ta chịu đau một chút xíu, lâu lâu đánh mạnh, lâu lâu đánh, bây giờ đánh nhẹ nhẹ, lâu lâu đánh mạnh, à, cái cảm giác mà kiểu như hành hạ người ta đó, hành hạ người ta trên lời nói, hành hạ người ta trên cái hành động, thì cái cách như vậy, kính thưa quý vị, chư Phật ba đời bảo chúng ta phải phóng hạ đầu đau, buông xuống, đừng có làm như thế, đừng có làm như thế, sẽ gây nên cái hậu quả hết sức là to lớn. Và thì cái duyên sự này chúng ta đã được nghe chư Tăng hai ngày qua đã nói đến. Chúng tôi chỉ nhắc ngắn lại cho quý vị thấy, chỉ là một điều mà Đức Phật, chư Phật ba đời đã giảng giải như thế nào. À, nhân ngày lúc mà ngài A Nan Tôn giả A Nan khi ở tại Kỳ Viên á, thì một ngày kia ngài ngồi nghĩ đến Đức Phật và dạy, ngài đã dạy rồi. Ngày nọ thì Tôn giả A Nan đang ngồi thì chợt nghĩ đến Đức Tôn đã dạy về cha mẹ của bảy đời chư Phật, và đã dạy về cái sự thọ mạng của các cội cây mà các vị Bồ Tát hay là các vị Phật ngồi thành đạo ở nơi đó, và các vị đệ tử vân vân, hay là những người ngoại đạo, những người hộ đạo vân vân, tất cả điều đó. Thì như ngài nói về một cái phương thức giáo giới của chư Phật bảy đời nó khác nhau. Chúng ta biết cái mà ví dụ như cái cây Bồ Đề, tại sao gọi là cây Bồ Đề? Cây Bồ Đề gọi là cây Bồ Đề có nghĩa là cái cây giác ngộ. Vị nào ngồi dưới cây đó khi giác ngộ thì cây đó gọi là cây Bồ Đề, cái cây giác ngộ. Nó chỉ là như thế thôi. Hôm nay chúng ta thấy các cây Bồ Đề ở các chùa, hay là ngay cả lúc mình nơi Đức Phật ngài thành đạo, nếu như chúng ta qua tận đầu chúng ta mới thấy cái cây đó đó, xưa kia đó truyền giống của Tích Lan và ngoại đạo đã phá, đã tàn phá sạch sẽ chỗ đó, và đây đem từ cái nhánh của Tích Lan trồng về, ngược trở lại cái Bồ Đề hiện tại. Chúng ta phải nhớ một điểm như vậy. Cho nên ở đây chính là một điều mà cái thọ mạng của cây Bồ Đề nơi ngài thành đạo được các vị đệ tử rồi những người mà hậu trì, những người mà tất cả mà nói chung là tứ chúng và những vị thượng thủ tinh văn phải có. Và điều đó trong kinh Đức Phật ngài đã có ghi rõ, ngài đã có dạy rõ ràng. Và cũng như nói ở đây, nói tới cái phương cách mà giáo giới, hay phương cách mà Bố Tát, tức là làm lễ Bố Tát á, làm lễ sám hối, làm lễ thú tội á, thì chư Phật bảy đời
đã làm lễ. Và phương cách nó có những lúc giống, những lúc khác. Hôm nay về cái ý nghĩa của Ovado Padimokkha, Padimokkha thì nó giống, nhưng điều mà cái thời gian thì nó khác hơn. Cái thời gian quy định nó khác, vì cái thời gian Bồ Tát nó khác. Nhưng cái lời nói, cái lời dạy thì tương đồng. Đây là chính là trong kinh cũng mới ghi như vậy. Thì Đức Phật Tỳ Bà Thi, tức là Vipassi, 7 năm Bồ Tát một lần, nhưng cái lời dạy của Ngài trong hôm ấy áp dụng chỉ có suốt 7 năm thôi. 7 năm Bồ Tát một lần, 7 năm chỉ có tồn tại 7 năm. Tới Đức Phật Thi Khí, Đức Phật Xích Khi và Đức Phật Tỳ Sáp Phu, tức là Quế Sáp Phu, Tỳ Sáp Phu, 6 năm Bồ Tát một lần. Đức Phật Câu Lâu Tôn, các cú sanh thá, và Đức Phật Cô Na Cá Ma Ná, tức là Câu Na Hàm Mô Ni, Bồ Tát mỗi năm một lần. Và Đức Phật Ca Diếp thì 6 tháng Bồ Tát một lần. Rồi Đức Phật Ngài dạy cho Tôn Giả A Nan về thời gian Bồ Tát của chư Phật 7 đời sống thì Ngài mới giải thích rằng lời giáo giới của chư Phật thường nói trong các cái ngày Bồ Tát như thế này, đó là không làm các việc ác, thực hiện các việc lành, rồi giữ gìn tâm ý trong sạch, rồi từ câu 84 tới câu 85. Và chính Đức Phật Ngài đúc kết bằng câu đó. Thì câu giáo giới này, kính thưa quý vị, đây chính là, nó cũng là một điều rất là lạ. Cái này là thuộc về cái ngày rằm tháng giêng, tức là gần như là một cuộc đại hội vậy đó. Nó cũng như một cuộc đại hội thánh tăng, 1250 vị đó, là tự động không mời mà đến. Và hôm nay là ngày mùng 10, chỉ còn 5 ngày nữa, tức là một vị chánh đẳng chánh giác có một lần được đăng quang như vậy, một lần được đăng quang như vậy và thiết lập giới bổn ba la đề một xoa. Chúng ta tức là một ngày để tứ chúng được xác lập, tức là một ngày lập pháp và hành pháp của chư Phật ba đời phải có. Và khi đó nói lên cái sự tồn tại và nói lên cái sự hoàn truyền của chư Phật ba đời. Và đến cái chư Phật của chúng ta thì Ngài cũng sẽ hoàn truyền nói trên những ý nghĩa ba câu kệ này. Và thời gian Bồ Tát, cái Bồ Tát nó có hai ý nghĩa, tức là nói trong cái ngày Bồ Tát á, mà chư Phật Ngài giảng thuyết, nó khác hơn cái ý nghĩa của Bồ Tát của ngày hôm nay. Mỗi nửa tháng chư Tăng làm lễ Bồ Tát khác nhau xa lắm, khác nhau cực kỳ xa ha. Chúng ta phải nhớ như vậy. Dạ. Thì ở đây chúng tôi đang nói, và khi đó Ngài thuyết lên các cái ba cái câu kệ này và khẳng định đây là lời dạy của chư Phật ba đời. Ba duyên, một duyên sự mà gồm có ba câu pháp cú. Thì ở đây chúng tôi đang nói về cái chỗ mà thân không nói lời phỉ báng, không nói lời coi như là nhục mạ người ta đó, mắng chửi người ta, và cũng như là không có giết hại và không gây cái tổn hại, tức là lời nói bằng thân, bằng khẩu, xin lỗi, lời nói bằng khẩu, việc làm bằng thân, không có gây tổn hại, không gây đau khổ cho người. Mà nếu như ai mà làm cái điều đó thì sẽ gây đến cái hậu báo nghiệp, cái quả, kết quả của đời sau hết sức là to lớn. Cho nên chúng ta nhớ hà đau lưu tình là như vậy đó quý vị. Có lời nói thì cũng phải biết dừng lại, biết chừa cái đường cho mình, biết chừa cái đường cho người, chính là tạo cho mình không phải mang thêm nhiều tội lỗi. Bởi vì chúng ta biết, chúng ta thấy đời sanh lại đời này có nhiều người xấu xí, có nhiều người bị xem thường, có nhiều người bị ốm đau tật nguyền khổ sở. Đời trước đánh đập người, đời trước thối mạ người, đời trước họ phỉnh nhổ người, nói những cái lời nói không tốt đẹp, hay là đời trước gây chia rẽ bằng những cái lời nói, bằng những cái lời nói gây đến cái sự hiểu lầm, bằng cách tức là chúng ta biết là thổi lửa, hay là chúng ta biết là coi như là cái lời nói mà đưa đến cái gây chia rẽ, gây ly gián cho người. Thì đó là những lời nói ác.
khẩu ác, và cũng như thân như vậy, thân đánh đập người ta bằng dùng bằng coi như là mạnh được yếu thua hay quyền thế hay chức tước vân vân, tất cả những điều đó nó đều để lại cho chúng ta, mà hậu báo nghiệp chúng ta ngày hôm nay chúng ta mang, chứ không phải ai mà đem đến cho ta cả. Tại sao chúng ta nhìn một con người đó chúng ta cảm thấy rất kỳ diệm hết, mến trên lời nói, trên hành động việc làm của con người đó, và cũng có người đó chúng ta nhìn chúng ta không thích họ, họ nói chúng ta không nghe được, họ nói chúng ta không cảm thụ được, họ nói chúng ta không có tiếp nhận được, hay là cái hành động mà người ta làm nó không tốt, nó không đúng, dẫu cho họ có làm tốt, họ có nói hay, họ có nói giỏi như thế nào, nhưng chúng ta không có cái duyên với chính họ thì họ không có thể nào mà nhiếp phục mình được. Và điều đó là do cái gì, kính thưa quý vị? Do họ tạo cái điều không tốt, là do một cái nghịch duyên với chính chúng ta. Cái câu thứ hai, cái ý nghĩa thứ hai là ba tiếng mốc khê cho săn và rô, tức là thu thúc trong giới bộ. Ở trong tứ thanh tịnh giới nó có bốn điều: một tức là ba tiếng mốc khê săn và rác, rồi nuôi mạng chân chánh, rồi thu thúc, và cuối cùng là quán tướng. Ở đây nói đến cái điều tức là gọi là thu thúc trong giới bổn, tức là thừa hành theo luật đã ngăn cấm, tức là 227 giới của tỳ kheo giới mà trong kinh Tạng Bali Đại Tạng luật đã nói như vậy. Thì nếu như mà hộ trì giới, tức là biết cái sự thu thúc, cái sự gìn giữ cái giới hạnh của mình được tốt đẹp, thì đây chính là một điều mà chư Phật ba đời đã dạy chúng ta phải giữ giới, phải thọ giới, phải giữ giới. Bởi vì chính cái giới này nó là một cái hàng rào, chính giới này nó là một cái địa vực, địa giới để ngăn cấm, làm cho ác pháp chưa sanh không sanh, những ác pháp đã sanh nó không tăng trưởng nữa, những thiện pháp chưa sanh sẽ sanh, và những thiện pháp đã sanh bị quân tập và phát huy nó được tốt đẹp hơn. Thì ở đây cũng vậy, cái điều mà ba tí mốc khê cho xăng và rô, ba tí mốc khê cho xăng và rô, tức là thu thúc trong giới bổn, mà thu thúc thì nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thì căn, thân căn và ý căn được gìn giữ, không cho ác pháp, không cho phiền não sanh khởi. Đây là quá giá trị tuyệt đối. Khi hộ trì giới căn bản được tốt đẹp, mà vị ấy có một cái giá trị tích cực, sống bằng cái gì? Bằng cái ăn uống có tiết độ. Khi ăn uống có tiết độ thì thời sẽ không biến nhát, thời sẽ không mệt mỏi, không có sanh bệnh. Con người thường cảm thọ, con người biết cảm thọ khi ăn, biết tiết độ. Ăn ít cảm thọ chậm, già mạnh tuổi thọ dài. Đây là một cái phương lương diệu dược mà Đức Phật đã dạy cho vua Pasenadi. Vua Pasenadi ăn quá nhiều cao lương mỹ vị, quá nhiều coi như là thượng phẩm vị, ông ta cảm thấy khó chịu. Thì đến Đức Phật nhìn người biết, bởi vì vua ăn uống không có tiết độ, vua ăn những cái thứ nó quá nhiều cái dưỡng tố mà sinh bệnh, mà gây cho khó chịu. Thì Đức Phật ngày dạy ăn uống phải tiết độ, mà ngày hôm nay cũng vậy, nó không khéo thì nó gây bệnh, là như vậy đó quý vị. Thì cái ăn uống có tiết độ như vậy thì thế nó chẳng những không bệnh, và nó có cái gì được cái gì, cái thân nó tỉnh thức, nó không có phải nó không phải mà khi mà căng da bụng thì nó dùng da mắt. Cho nên ăn uống ít thì chúng ta không có bị hôn trầm, chúng ta không có bị buồn ngủ. Mà khi như thế đó thì tâm của chúng ta nó mới dễ dàng có sự tu tập được. Thì ở những cái chỗ nhàn tịnh, cõi cây kia, ngôi nhà trống nọ, đối với cái người tu không có bị trói buộc bởi một cái nhà, bởi một cái thất, bởi một cái cốc. Thật sự chúng tôi đang nói trên một cái giá trị của truyền thống, trên một giá trị của chư hiền thánh tăng, của những thời đầu của các ngài. Ngày hôm nay thì kính thưa quý vị, có những vị ta vẫn còn cái đầu đà, hay người ta cũng vẫn còn sống ở cõi cây, hay là sống ở những nơi nào cũng vậy, mà chúng ta biết sàng tọa, tức là biết đấu, chứ không phải coi như là ăn nằm phải chỗ cao sang quyền quý, không phải cần như vậy, mà đó mới gọi là cái
là nó được làm sao chỗ nào, cái sàn tọa tức là cái nơi nằm và nơi ngồi, nó nhẹ, nó để cho tâm ta không có tham ái khởi sanh, tâm ta nó nhẹ nhàng, nó tiến tu, tức là ăn uống, ở ăn và ở những cái chỗ nó bình thường, nó giản dị, thì chúng ta sẽ làm cho tâm của chúng ta sẽ nhàn, nó không bị dính mắc, nó không có bị phiền não nó khởi sanh. Và cái điều cuối rất là tốt đẹp, chuyên chú tâm thượng tâm, tức là ở đây biết tu tập, biết tu tập về thiền quán hay tu tập về thiền chỉ, mỗi người tu là pháp tu của người tu là gì? Một là tu quán, hay tu chỉ, chứ đừng nói tu tu, nói tu tu thì nói chuyện một tu cái gì, là tu thiền chỉ hay là tu thiền quán, nói một cách sâu xa hơn, tu để làm gì? Tu để học, học để làm gì? Học để tu, tu cái gì? Đó chính là tu tập về thiền chỉ hoặc tu tập về thiền quán. Mà phải biết được cái giá trị tu tập về thiền chỉ như thế nào, các bước căn bản và cái điều đối trị nó ra sao, rồi tu tập về thiền quán, cách thức tu tập, tâm tư tu tập và con người phải an trú trong chánh niệm tỉnh giác nó như thế nào, thì phải hiểu rõ. Cũng như tu tập để chuyên chú tâm đây, để tăng thượng tâm đây, tức là chúng ta tu tập về thiền chỉ, mà thiền chỉ là ở đó chính là làm cho tâm nó định tĩnh, nó không có bay nhảy, nó không có phóng dật, tức là thiền định hay là thiền samatha, tức là lấy định làm lập sở. Còn thiền vipassana thì lấy cái gì? Lấy quán làm cơ sở, làm nền tảng. Đây là giá trị mà chúng ta cần phải hiểu, chúng ta cần phải biết. Và vì vậy cho nên cái sự tu tập ở trong cuộc đời này nó là một điều mà cần thiết đối với người tu phải hiểu, chứ không phải nó tu chỉ biết tu, coi như là tụng kinh gõ mõ, hay là chỉ tu rồi thì chỉ hình thức tu, mà ở đó chúng ta phải biết cái lý tu nó ra sao. Khi mà chúng tôi vào trong lớp, chúng tôi hỏi tăng ni hỏi tu để làm gì, ai cũng nói là tu để sửa, tu để biết, tu để này thế kia. Chúng tôi nói cho tăng ni biết rằng trước nhất tu để học, học mới để hiểu, học rồi mới hiểu, hiểu rồi mới thực hành một cách rõ ràng như vậy. Ở đây chính là nó lên cái giá trị chuyên chú tâm tăng thượng của mình. Mình phải có biết, mình phải có hiểu, chứ không phải là tu, là tu mù được. Thế ở hết vô thở ra hay là tâm coi như là các cái đề mục ca si ná trước mặt, coi như đây là một nước lửa gió hư không vân vân, xanh vàng đỏ trắng màu sắc, tất cả là những cái đề án hay là những cái đề mục để tu tập, nhưng phải có, phải hiểu tại sao cái đề mục đó mà chúng ta tu như vậy. Hoặc là chúng ta tu tập về cái đề mục của thiền quán thân thọ tâm pháp, lấy chánh niệm và tỉnh giác sát tí xâm bát chân nhá, mà sát tí như thế nào, xâm bát chân nhá như thế nào. Có những lúc, nhiều khi chúng ta tu tập thiền quán mà chúng ta không biết rằng tâm của chúng ta đang ở cái giá trị của thiền chỉ. Nếu chúng ta học hiểu nhiều, chúng ta sẽ biết được cái chỗ này, chứ phải nói là tâm vô tâm, coi như tâm nó định trụ, như vậy là chúng ta tu tập thiền quán. Thiền quán thì chỉ có cái sự ghi nhớ sắp tí, cái sự ghi nhớ những gì xảy ra trong hiện tại, và cứ ghi nhớ nó, hít vô biết mình hít vô, thở ra biết mình thở ra. Chúng ta biết được hít vô là sanh, thở ra là diệt, hay là hít vô là sự khởi sanh, thở ra là hơi thở diệt. Cái đó trong cái giá trị, cái giá trị của thiền quán. Con, chúng ta định cái tâm chúng ta trên hơi thở, mình hít, mình đang hít vô, mình đang thở ra, chỉ gắn cái tâm ở ngay đó, nó là định đó quý vị, chứ không phải là quán. Thì khi mà học thì chúng ta mới dễ dàng xác nhận. Thì cũng vậy, chư Phật ba đời đã dạy chúng ta phải không có
phỉ báng, không có mắng chửi, không có mắng chửi người. Rồi phải biết hậu trì giới căn bản, tức hậu trì giới bổn ba la đề một xoa, 227 giới. Rồi khi ăn, khi nằm, khi ngồi, nói chung là sinh hoạt, chúng ta biết, biết đủ, hay là chúng ta biết tiết độ, và chúng ta biết đơn giản nhẹ nhàng ở trong cái chỗ mà nghỉ ngơi, ở trong cái chỗ mà sinh hoạt của thân này. Và điều quan trọng đó chính là biết chuyên chú tâm, thì mới như thế mới gọi là ê tăng măng gà lô mốt tăng măng, mới là lời dạy của chư Phật ba đời. Thì kính thưa quý vị, đây là lời dạy của chư Phật ba đời dạy như thế đó nha. Từ cái câu mà số 183, 84, 185, chư Phật ba đời đều nói y như như thế, cái tha cái tô như thế đó, như lai lại, như thế đó, như thế nào trong quá khứ cũng nói như thế ấy trong hiện tại này, như thế nào trong hiện tại cũng nói như thế ấy trong trong tương lai của Đức Phật đương lai. Mà ai sống cái đời sống chuyên tu chuyên niệm chuyên làm như thế thì Đức Phật ngày tán thán, và đó là lời dạy của chư Phật ba đời. Mong rằng tất cả chúng ta có làm có nói thì cũng cũng chừa cho mình, chừa cho mình, chừa cho người, mà nói nhẹ nhàng với người cũng là chừa cho mình một con đường đi tốt đẹp trong tương ở hiện tại này cũng như ở kiếp lai sinh. Nên xin có đôi điều thuyết giảng qua cái câu pháp cú số 185 này là như vậy. Nếu có điều chi sẽ tất kính ngưỡng mong chư tôn đức tăng cùng đại chúng Phật tử quan hỷ cho kính chấm dứt thời gian thức nơi đây. Trước khi ít lời kính dân Phật Phật là đứng trời địa thích từ đại thiên vương, các vị chư thần chư thiên hộ trì chánh pháp, xin đến các vị chư thần chư thiên ở tại chùa Quảng Nghiêm, những chúng sinh là chân linh ký linh, những người ngủ tại Quảng Nghiêm ở tháp Quảng Nghiêm, xin tất cả được an lạc, xin tất cả được tiến hóa, và xin ước nguyện phần công đức này đến thân bằng quyến thuộc của chúng tôi và quý vị đã quá vãng, xin được an nhàn siêu thoát, còn hiện tiền được tăng long phúc tạo thành bệnh tiêu trừ, và chính nhân phần phương này đến là sư huynh thể lực, mong cho sư huynh được an lạc về cảnh giới an lành, và cũng như tất cả được an lạc, mong cho tất cả chúng ta được sống an lành hạnh phúc dưới ân đức quay linh của Tam Bảo. Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng. Và chúng tôi xin xuống mình. Dạ, sa thú, sa thú. Chúng con kính tri ân Thượng tọa Tuệ Quyền đã giảng bài học số 100, bài học pháp cú số 185 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ, để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Thượng tọa. Và con kính thỉnh Thượng tọa minh hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dân mít đính sư. Vật sự phẩm mang lang ra khăn tu sắp bay đê vật sự phẩm bồ đà nà pha quê nà sa đa sa thi pha quan trụ tê vật sự phẩm mang lang ra khăn tu sắp bay đê vật sự phẩm tham ma nà pha quê nà sa đa sa thi pha quan trụ tê vật sự phẩm mang lang ra khăn tu sắp bay đê vật sự phẩm sang kha nà pha quê nà sa đa sa thi pha quan trụ tê. Tất cả phương pháp có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thú, sa thú, chúng con kính tri ân Thượng tọa minh hạnh, Thượng tọa Tuệ Quyền, Đại Đức Pháp Tính.
cùng chư Tôn Đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng. Kính mời quý Phật tử cùng nghe pháp hồi hướng. Ya le wa ta san ti vi ha ra wa si ne tu pe ga re bo thi ga re ta hin ta hin ta tham ma da ne na pa wan tu bu chi ta so thin ga ron te tha vi ha ra mang da le thế ra cha mát cha na wa ca cha bít ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca gamma cha de sa ni gamma cha isara sappana puta sukita pawan tu te cha na bu cha ye pi cha na sam ba wa sam se da cha ta tha vô pa pa ti ca ni ya ni căng thầm ma qua răng phá tít cha tê sắp bề pi đúc kha sa kha rôn tu sang kha yang tha tu ki răng sa tăng thầm mô thầm ma ta ra cha bô gà la sang khô hô tu sa mắc vô quá a ta ya cha hi ta ya cha âm hê ra kham tu sắc thầm mô sắp bề pi thầm ma cha ri nô uất thêm sâm pa phu nê ya ma thầm ma ri ya ma quê đi tê. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng. Kính quý Phật tử đã quân tập vào rung nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào rung học pháp. Kính chào tạm biệt. Nghe pháp xin xuống mít.